lớn Chinh Su, vạn món ngon bùng vị. Xúc xích Poly 88% thịt. Nhưng mà khi mà ăn đồ ăn các bạn mới biết đó thì phải để sát vô để đỡ ngấy đó. Quan trọng là giờ cái gì nè, đó đó. Bây giờ dễ rồi anh, loại trừ ra thôi. Rồi tới hành, cũng hành tỏi chung, hành tỏi, hành, hành nào đâu phải, hành nào đâu phải, hay 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 hành tây. Hành tây đúng không? Hành tây vô đi. Ê, xin được không? Vô đi, còn nhiều lượt lắm. Đau cái đầu lắm. Không đau đâu. Đau. Hành tây. Trời ơi trời. Ôi đau lắm luôn á, mọi người. Ở bên Hàn Quốc người ta hay gói bự bự vậy đó rồi á. Người ta đưa nè. Chồng. Chồng ơi. Chồng ơi. Anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ. Anh chị, bây giờ xà lách nè, lá vừng nè, heo nè, có tỏi. Bây giờ mình sẽ có 3 lựa chọn nha. Mình một là giá, 2 là củ cải, 3 là hành. Anh nghĩ giá trước quá. Củ cải sao mới tới bạch tuộc. Heo xào giá, anh quận Bình Thạnh. No, no. Đừng nghe ổng. Heo xào giá, đừng nghe anh Giang. Đừng nghe anh Giang. Giá cho anh Bình Thạnh là chắc chắn thắng rồi. Heo xào giá. Khu đó người Hàn không à, thấy chưa? Bình Thạnh hả? Không bao giờ trưởng thành được. Ăn đi, ăn đi. Anh Vinh ăn. Ủa sao anh ăn? Tại giờ nãy anh đòi giá. Anh không có đòi giá. Với ai đòi? Được rồi, em sẽ ăn. Để mà nó ăn xong. Có đói quá. Tới lượt tôi. Tới đây đòi gì? Là các bạn tiếp theo là bạn hãy bạn đã để gì vô? Không biết. Trời hỏi thôi để thử lòng trung thực thôi. Chứ người ta nghe hết rồi. Lắp mầm lên hả? Lắp mầm lên hả? Đây là củ cải to của Hàn Quốc. Người ta muối có hai loại muối, muối mặn, muối chua, muối ngọt, ba loại. Cái này thấy biểu tượng giống cái gì? Cái mền. Cái mâm. À. Mà để lại là cái mâm xuống. Là cái mâm trùm cái cũng đổi lại cái đầu nè. Không nên để. Đã, để vô cái mâm vô. Đó. Đó. Chắc được rồi kìa. Chắc được rồi kìa. Chắc được rồi kìa. Yeah. Yeah. Nghe nè, bây giờ giá với hành là anh không biết bỏ cái nào trước luôn. Giá với hành là anh không biết bỏ cái nào trước luôn. Đưa cái dĩa hành tây qua đây. Đưa cái dĩa hành tây qua đây. Anh phải lấy lại những gì đó bắt cho anh em mình từ sáng tới giờ. Look at me. Hành. Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Milagro cùng Z yêu đời không cần đợi. Hành. Oh.
tới lượt em. Tới lượt em. Không, không sao, không sao. Mà mình... Không, còn có hai thứ nữa. Không, em gấp thôi. À, dạ. Đã ướt át rồi phải ướt át hết. Đã ướt át rồi phải ướt át hết. Đúng không? Đúng rồi. Đúng. 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 Rồi móc vô cuối cùng. Yeah. 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 Ôi, ôi. Yeah. Mình để thứ tự mấy cái đồ này trước đi. Ngưng ngưng ngưng, để kế bên cái xà lách. Anh Vinh cho em xin một lá xà lách. Được. Lá mè không? Dĩ nhiên là phải lá mè rồi anh, theo công thức của người ta. Bé Ngân chạy được chút xíu. Thịt lợn xào. Tiếp theo thịt lợn xào thì... Tỏi. Bé Ngân cho anh thêm củ cải muối. Vâng ạ. Bạch tuộc. Bé Huy cho xin bạch tuộc. Đây có bé Huy bạch tuộc luôn. Hành tây. Hành tây. Hồi nãy bên kia cho gì trước ta? Trời ơi. Bên kia ai là chủ nhà hàng ta? 10 cái nhà hàng ta. Còn ai là chủ nhà hàng cháo ta? Trời ơi, quận tư á. Huy, cho mọi người thấy cái gì quan trọng hơn? Đó chính là hành lá bào. Hành lá bào cho ba sợ. Giá đậu nành. Cuối cùng là gì mọi người? Bây giờ nhắm mắt cũng biết là chinh thu cuối cùng đó. Rồi. Cuối cùng. Bóp đi anh. Đó. Cảm giác sao? Để anh ăn thử coi ngon không? Có ngon bùng vị không? Ngon không anh? Rồi. Rồi nhìn chấm tương ớt chinh thu ngon quá à. Cảm giác. Liêu liêu liêu. Rồi nhìn chấm tương ớt chinh thu ngon. Mời đội thắng cuộc trong trò chơi này thưởng thức những món ăn đặc sắc của Hàn Quốc. Cái món này ngon. Kasamida. Thank you. Trước khi ăn mình phải vô rửa tay chứ. Đây, vô. Ai leo 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 leo. Ui ha. Ai thân thơ rồi. Ăn. Ủa, hồi nãy tôi thấy đồ ăn. Ủa sao cái nồi này nó hết rồi. Bơi đi à.